Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ hai ngày 6 tháng 5 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, sáng nay đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự lễ viếng có Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia đã gửi điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có đoạn viết: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, thực dân Pháp đã sử dụng lực lượng quân sự mở các chiến dịch tấn công để quay trở lại xâm lược Việt Nam cũng như Đông Dương lần thứ hai. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân đội và nhân dân Việt Nam liên tiếp làm thất bại các âm mưu, kế hoạch của thực dân Pháp. Với tinh thần tất cả cho kháng chiến, tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, cộng với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cả nước đồng lòng tập trung nhân lực, vật lực cho chiến dịch Điện Biên Phủ kết hợp với sức mạnh thời đại, sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân tiến bộ yêu chuộng hòa bình trên thế giới và Đông Dương, quân đội và nhân dân Việt Nam đã tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ một cách trường kỳ, ác liệt, anh dũng và giành chiến thắng mang tính quyết định, đưa phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng năm 1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi trên các mặt trận giai đoạn 1953-1954 đã tạo điều kiện, môi trường thuận lợi và lợi thế trên bàn đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào, Campuchia trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một trong những thắng lợi to lớn của Đảng, quân đội nhân dân Việt Nam anh em trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân xâm lược, là biểu tượng của liên minh chiến đấu giữa quân đội, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, là nguồn sức mạnh to lớn thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng, nhân dân Lào thắng lợi. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào bày tỏ biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả, kịp thời mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Nội dung điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia có đoạn viết: 70 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu luôn được người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế khắc ghi trong lòng. Đặc biệt đây là bằng chứng của tình đoàn kết, đồng cam cộng khổ giữa ba dân tộc Việt Nam, Campuchia và Lào. Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và chiều nay tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Trong không khí thiêng liêng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn công tác đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, tiến hành trận quyết chiến quyết thắng Điện Biên Phủ. Với lòng quả cảm, tinh thần anh dũng hy sinh, qua 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn,
các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc băng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta và non sông đất nước ta. Cũng trong chiều nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong giây phút thiêng liêng, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến đặt vòng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân đã anh dũng hy sinh chiến đấu, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã dự lễ gắn biển đường mang tên anh hùng Tạ Quốc Luật tại thành phố Điện Biên Phủ, đến thăm tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ, lực lượng các khối diễu binh diễu hành tại Trung đoàn 82. Chiều nay tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành kính dâng hương dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà quân sự kiệt xuất, các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, quân và dân cả nước, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, góp phần làm rạng danh non sông, đất nước. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Nét Sa Vươn đang có chuyến thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Phó Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Nhấn mạnh đây là thắng lợi chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Campuchia và Lào đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương, Hoàng Thái Hậu, Chủ tịch Thượng viện, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lợi ích của nhau. Phó Thủ tướng Nét Sa Vươn bày tỏ vinh dự sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Khẳng định Campuchia coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, coi sự đoàn kết là thắng lợi chung của hai nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó kim ngạch thương mại 3 tháng đầu năm nay tăng 14% so với cùng kỳ. Thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế, đặc biệt là kinh tế khu vực biên giới, phát triển các cặp cửa khẩu, kết nối giao thông, tăng cường hợp tác bộ, ngành, địa phương, nỗ lực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thủ tướng đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong trên cơ sở Hiệp định Mekong và các quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực. Thủ tướng nhấn mạnh việc coi trọng lợi ích cốt lõi là tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Campuchia vì sự phát triển hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tiếp đó, tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu,
Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đánh giá cao Bộ trưởng đã nhận lời mời dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cho thấy nỗ lực của cả hai bên cùng nhau gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai, góp phần khẳng định Việt Nam là một hình mẫu về khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong không khí thân tình, chân thành và cởi mở, Thủ tướng đã chia sẻ các yếu tố nền tảng, đường lối phát triển cơ bản của đất nước, các chính sách về đối ngoại, kinh tế, quốc phòng, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp, đang phát triển rất tốt đẹp, với mối lương duyên và gắn kết trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng trân trọng truyền lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đồng thời Thủ tướng mong muốn sớm được đón Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có chuyến thăm của Tổng thống và Thủ tướng Pháp, đẩy mạnh hợp tác về kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, hạ tầng giao thông, khai thác biển và đại dương bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân. Thủ tướng đề nghị Pháp sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA, ủng hộ và thúc đẩy EC sớm gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Pháp. Về hợp tác quốc phòng, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo nhân lực, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, trao đổi tài liệu lưu trữ về di tích chiến trường Điện Biên Phủ để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Bộ trưởng Sebastian nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm Điện Biên Phủ lần đầu tiên của một bộ trưởng quân đội Pháp, cho biết Pháp luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá rất cao sự độc lập tự chủ mạnh mẽ của Việt Nam. Bộ trưởng nhất trí cao và cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy các nội dung hợp tác mà Thủ tướng đã trao đổi, trong đó có hợp tác quốc phòng ngày càng hiệu quả. Bộ trưởng trân trọng cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cho biết Tổng thống Macron rất mong muốn thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Chiều nay, tiếp Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định những bước phát triển mạnh mẽ trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng 10 năm 2023. Việt Nam đánh giá cao vai trò đóng góp của Pháp tại châu Âu và trên thế giới, ủng hộ các sáng kiến của Pháp ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, cũng như sự tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định Pháp luôn coi trọng việc củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam, chia sẻ về tầm quan trọng của hợp tác trên kênh đảng trong thúc đẩy quan hệ hai nước. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam công bố phát hiện dầu khí mới trong năm nay tại giếng Bulga Aster và giếng Rồng 79. Đây là hai giếng dầu mới được khoan thành công với trữ lượng ước tính lên tới 25 triệu thùng. Trên cơ sở kết quả khoan tại giếng Rồng 79 thì ước tính trữ lượng dầu tăng thêm khoảng 4,6 triệu thùng và sẽ được đưa vào khai thác trong năm 2026. Còn đối với giếng Bulga Aster thì kết quả tính toán cho thấy là trữ lượng cho toàn bộ vỉa sau khi hoàn thành khai thác là hơn 20 triệu thùng. Giếng Bulga Aster đã được chính thức đưa vào khai thác từ ngày hôm qua với sản lượng khai thác ban đầu là 2.100 thùng một ngày. Những kết quả vừa qua đã góp phần hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác năm nay và giai đoạn tới của ngành dầu khí Việt Nam. Với định hướng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 500.000 đến 100.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp quan trọng này. Và đây cũng chính là lợi thế để chúng ta thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn về chip bán dẫn đến đầu tư. Như vậy, bài toán đặt ra là làm sao Việt Nam tăng nhanh số lượng và chất lượng nhân lực lĩnh vực chip bán dẫn để thực hiện mục tiêu này. Đây là những sinh viên năm 2, năm 3 các ngành điện, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin tham gia khóa đào tạo về quy trình thiết kế chip với sự hướng dẫn của chuyên gia từ các doanh nghiệp sản xuất chip điện tử. Chỉ cần đào tạo thêm từ 6 đến 12 tháng, các sinh viên này có thể sẵn sàng cho tuyển dụng. Chúng tôi đóng gói toàn bộ cái tổ hợp về kinh doanh, bao gồm việc đào tạo, cung cấp dịch vụ và thiết kế sản phẩm chip, phủ kín toàn bộ cái tháp nhân lực từ cấp cao đến cấp trung, cấp thấp. Và cái chương trình đấy được chấp nhận rộng rãi trong ngành bán dẫn. Gắn đào tạo với tuyển dụng, đảm bảo số lượng và chất lượng đầu ra đang là nhu cầu của nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất chip. Thực tế, tình trạng thiếu nhân lực bán dẫn, nhất là các kỹ sư, đang xảy ra ở nhiều quốc gia phát triển như châu Âu, Hoa Kỳ. Chúng tôi nhận thấy cơ hội lớn ở Việt Nam để lấp đầy khoảng trống này với những lợi thế sẵn có trong chuỗi cung ứng công nghệ cao,
chất lượng nhân lực đáp ứng các khâu sáng chế phần cứng và phần mềm. Kể từ năm 2019, chương trình đào tạo bồi dưỡng nhân tài của Samsung về công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin của Việt Nam đã đào tạo được 6.000 chuyên gia, kỹ sư. Chúng tôi hy vọng mô hình hợp tác giữa chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo sẽ trở thành một chương trình điển hình, tiêu biểu bồi dưỡng nhân tài công nghệ. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để sẵn sàng 50.000 kỹ sư bán dẫn trong 5 năm tới, sẽ cần đào tạo chuyên sâu cho giảng viên, xây dựng mạng lưới cơ sở liên kết đào tạo, trung tâm bán dẫn tiêu chuẩn. Với cơ chế phối hợp 3 bên, nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, chính phủ, các bộ ngành và địa phương sẽ đồng hành tạo môi trường kinh doanh và học thuật thuận lợi để khuyến khích sự đổi mới, nghiên cứu, phát triển, sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn. Thành phố thì tập trung vào 3 nhóm chính sách cốt lõi, đó là chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, đó là trụ sở về kết nối. Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Và thứ ba là những chính sách hỗ trợ đơn giản thủ tục hành chính, hỗ trợ về mặt thuế, về mặt tiếp cận thị trường. Thị trường chip bán dẫn của thế giới tăng trưởng trung bình khoảng 14% một năm, dự kiến sẽ đạt doanh thu 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Và thế giới cũng cần khoảng 1 triệu lao động cho tất cả các khâu sản xuất chip. Việc nhanh chóng xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có chuyên môn sâu về vi mạch bán dẫn sẽ là cơ hội cho Việt Nam. Tại cuộc họp báo trong quý 1 vừa qua, đại diện của Bộ Xây dựng cho biết là giá chào bán của nhiều phân khúc bất động sản các tháng vừa qua đều tăng, thậm chí là tăng đột biến ở một số vị trí. Tuy nhiên, khi Bộ Xây dựng đi kiểm tra thì không có giao dịch thực tế. Điều này cho thấy khó có thể xảy ra cơn sốt bất động sản trong thời gian tới. Theo các thành viên trên thị trường, hiện nay lượng khách tìm mua chung cư nội đô Hà Nội đã giảm. Đã có cái sự trầm hơn. Và nó có cái sự gọi là nhịp độ nó xuống rất là nhiều rồi. Bắt đầu người ta dừng và người ta nghe ngóng. Còn nhà đất thổ cư trong ngõ nhỏ, dù lượng người quan tâm tăng lên, nhưng do các nhược điểm như chật chội, không có chỗ để xe ô tô, lo ngại về phòng cháy chữa cháy, nên khó tạo thành cơn sốt lan từ chung cư sang. Qua một cái chu kỳ sốt nóng, thì người ta thận trọng hơn cái việc mà mua nhanh bán nhanh và bị sập sóng nhanh. Đại diện Bộ Xây dựng khẳng định hiện tượng tăng nóng giá nhà đất tại một số vị trí hiện nay vẫn đang trong tầm kiểm soát. Hiện tượng này nó chỉ xảy ra tại một vài vị trí, một vài dự án và chủ yếu hiện nay đang ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì có tăng giá nhưng chưa có những đột biến ở các tỉnh thành khác. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng không chủ quan và chúng ta sẽ phải kiểm soát chặt chẽ. Thế tôi cho rằng là cái việc này thì nó không trở thành rất khó để trở thành cái hiện tượng một cái trào lưu chung cho cả nước. Bởi vì bản chất là các cái điểm mà có những thông tin dự án mà tăng giá cao đột biến ấy, thì cũng mới chỉ là ở tình huống là giao thôi, thông qua các cái môi giới, thông tin mời chào. Các chuyên gia nhìn nhận thị trường bất động sản mới vượt qua được thời điểm khó khăn nhất và sự hồi phục này mới diễn ra ở phân khúc nhà để ở. Nếu xảy ra những cơn sốt dồn dập tạo giá trị ảo thì thị trường khó có thể phục hồi bền vững. Mùa khô năm nay tại các tỉnh phía Nam, tình trạng nắng nóng kéo dài kèm theo hạn mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn, sản lượng giảm. Tại những tỉnh thành có sức tiêu thụ mạnh như Thành phố Hồ Chí Minh thì việc giảm sản lượng cũng ảnh hưởng đến giá cả tiêu dùng. Trung bình mỗi ngày, chợ đầu mối Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 2.000 tấn rau củ quả từ các tỉnh. Những ngày nắng nóng, các mặt hàng nông sản mùa nóng, đặc biệt là rau lá, có tình trạng giảm sản lượng, tăng giá. Những mặt hàng rau lá nó ảnh hưởng về cái bị cháy lá, cái sản lượng thu hoạch giảm. Cụ thể là những cái mặt hàng như là rau má, cải xanh các loại. Hiện nay thì cái nguồn hàng rau má về chợ nó giảm sút từ bình quân một ngày từ 20 đến 30 tấn, hiện nay chỉ còn 5 đến 10 tấn. Dù nắng nóng xâm nhập mặn nhưng nông dân cũng tăng cường sản xuất, song sản lượng vẫn bị giảm từ 5 đến 10%. Nhu cầu tiêu thụ nông sản phục vụ mùa nóng tăng cao, nhưng tại các vùng sản xuất, sản lượng giảm, chi phí cho sản xuất tăng cao nên dẫn đến tình trạng giá cả cũng tăng theo. Nhu cầu nó tăng lên thì bên nhà vườn với ở bên cái vệ tinh của hợp tác xã rau sạch thì là cũng đang tăng cái sản lượng trồng. Vận chuyển xe là lạnh, tất cả mọi thứ đều vận hành gần như là chi phí vận hành nó tăng khoảng 20 đến 30% so với lại điều kiện bình thường. Nó cũng đẩy cho cái mặt hàng giá thành rau quả nó nâng cao lên. Do một thời gian dài thiếu nước tưới, ảnh hưởng của hạn mặn nên cây trồng đã bị suy yếu. Dự báo sắp tới giá nhiều loại nông sản sẽ tiếp tục tăng cao, sản lượng giảm, đặc biệt là cây có lá, cây ăn trái.
Một người thiệt mạng do mưa dông kèm theo thời tiết cực đoan trong đêm qua và rạng sáng nay tại các tỉnh thành Bắc Bộ. Dông sét tại Quảng Ninh đã khiến cho một người thiệt mạng, một cano bốc cháy, còn tại Lạng Sơn thì một ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Thành phố Hải Phòng mưa lớn đã khiến cho các tuyến đường bị ngập nặng, nhiều phương tiện bị chết máy, có nơi nước ngập vào nhà dân. Còn tại Lào Cai thì mưa đá kèm theo dông lốc đã làm gần 170 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 17 hecta hoa màu rồi lúa, cây ăn quả bị gãy đổ và ngập nước. Cảnh báo mưa dông còn tiếp diễn trong đêm nay và hai ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ đêm mai tới ngày 9 tháng 5 thì riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa lớn trên diện rộng. Nắng nóng gay gắt tại Tây Nguyên kéo dài khiến nhiều sông suối, hồ đập, công trình thủy lợi cạn kiệt nguồn nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt. Hiện nay các địa phương ở Tây Nguyên đang thống kê những thiệt hại ban đầu để hỗ trợ người dân trong vùng hạn. Các hộ dân Dơ Rai ở làng Clâu Ngon Ngó cho biết, suốt 10 năm qua, đây là lần đầu tiên con suối trên địa bàn khô cạn. Không có nước tưới, nên toàn bộ diện tích lúa gần 6,5 hecta chuẩn bị thu hoạch của bà con đã bị khô cháy, không thể cứu vãn. Khô hạn từ đây tới bây giờ thì cũng gần 2 tuần rồi. 2 tuần là điều tra, nhưng mà thật ra là lúa thì cũng bỏ hoang hết, không được dùng, đa số là cắt. Toàn là cho bò ăn hết. Cái nguồn nước tại nơi đây là chủ yếu bà con xưa giờ là canh tác lâu đời là dựa vào nước suối. Cho nên khi mà nước suối bắt đầu là khô hạn dần thì bà con không có cái nguồn nước tưới để đảm bảo cho cái diện tích lúa. Thống kê đến thời điểm này, tại địa bàn thành phố Kon Tum, diện tích cây lâu năm bị ảnh hưởng do khô hạn thiếu nước tưới khoảng 425 hecta, gồm cà phê và cây ăn trái. Bên cạnh đó, diện tích các loại cây trồng ngoài công trình thủy lợi bị khô hạn, thiệt hại hoàn toàn gần 10 hecta. Ngoài ra, gần 100 giếng đào của người dân cũng bị khô kiệt. Thống kê đối với những cái diện tích mà trong quy hoạch vùng sản xuất mà thiệt hại trên 70% thì thống kê để hỗ trợ cho người dân. Còn về lâu dài, tuyên truyền bà con chuyển đổi một số cái diện tích mà khô hạn kéo dài, đề xuất công ty khai thác công trình thủy lợi tổ chức nạo vét các cái hồ chứa để tăng cái diện tích tích nước để chủ động hơn nữa trong cái việc tưới tiêu. Thành phố Kon Tum cũng đang ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn, hỗ trợ đồng bào vùng khô hạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp ứng dụng công nghệ cao để sử dụng nguồn nước tiết kiệm, ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay. Hơn 100 kg ma túy trong đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới vừa bị Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với một số đơn vị triệt phá. Vào 10 giờ sáng nay, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 6 đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển trái phép 121 kg ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam. Hiện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du châu Âu lần đầu tiên sau 5 năm. Hôm nay, trong chặng dừng chân đầu tiên tại Pháp, Chủ tịch Trung Quốc sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng đồng thuận chiến lược và làm sâu sắc thêm trao đổi, hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông đến thăm Pháp với 3 thông điệp: tăng cường hợp tác với Pháp. Quốc gia này cũng chia sẻ nhiều điểm chung trong vấn đề Palestine, Israel, cũng như hợp tác để cùng tìm lối thoát cho cuộc xung đột tại Ukraine. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng hoan nghênh đầu tư của Pháp và các nước khác vào Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Pháp không ngừng mở rộng quan hệ thương mại, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đã tăng mạnh, đạt hơn 78 tỷ đô la. Sau Pháp, chặng dừng chân tiếp theo của Chủ tịch Trung Quốc là Serbia và Hungary. Quân đội Israel vào ngày hôm nay đã kêu gọi người Palestine ở phía đông thành phố Rafah di chuyển đến khu vực nhân đạo gần đó. Đây được xem là dấu hiệu bắt đầu cuộc sơ tán lớn trước khi mà quân đội Israel mở cuộc tấn công trên bộ vào thành phố phía nam của Gaza. Israel đánh giá Rafah là nơi ẩn náu của hàng ngàn thành viên của lực lượng Hamas còn lại. Quân đội Israel sử dụng áp phích, tin nhắn văn bản, điện thoại và thông báo trên phương tiện truyền thông để yêu cầu người dân Palestine dần dần di tản khỏi Rafah tới các khu vực được chỉ định. Rafah hiện đang là nơi trú ẩn của hơn 1 triệu người tị nạn Palestine. Họ chạy khỏi các vùng chiến sự ở Gaza để đến đây, nhưng Rafah giờ cũng không còn an toàn. Họ bảo chúng tôi đến Rafah, đó là khu vực an toàn.
Hôm nay họ lại bảo chúng tôi rời khỏi Rafah. Chúng tôi biết đi về đâu. 1,5 triệu người, 2 triệu người biết đi về đâu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã lập ra kế hoạch dự phòng có tên gọi Cứu giúp Band Aid để sẵn sàng ứng phó với một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Rafah. Tuy nhiên, kế hoạch dự phòng này cũng khó có thể ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Kế hoạch này không thể ngăn chặn được tỷ lệ tử vong và nguy cơ bùng phát dịch bệnh do một hoạt động quân sự gây ra. Ngoài ra, một hoạt động quân sự sẽ dẫn đến một làn sóng chạy nạn mới, đông đúc hơn, và khả năng người dân tiếp cận thực phẩm, nước uống và vệ sinh thiết yếu sẽ trở nên khó khăn hơn. Chắc chắn tình hình vốn đã bất ổn lại càng tồi tệ hơn. Một cuộc tấn công quân sự tại Rafah sẽ giáng một đòn mạnh vào hoạt động viện trợ nhân đạo cho cả vùng lãnh thổ Palestine, bởi chiến sự tại Rafah cũng có nghĩa cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập sẽ phải đóng lại, trong khi hàng viện trợ và vật tư y tế được vận chuyển chủ yếu qua cửa khẩu này. Công ty dầu mỏ quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết công ty này vừa tăng công suất sản xuất dầu thô. Theo dữ liệu chính thức, công suất sản xuất của công ty hiện ở mức 4,85 triệu thùng một ngày, tăng đáng kể từ 4,65 triệu thùng một ngày ghi nhận vào cuối năm ngoái. Trong báo cáo công bố hồi tháng 4 vừa qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC nêu rõ nguồn cung dầu thô sẽ cần được theo dõi chặt chẽ trong những tháng tới để đảm bảo sự cân bằng lành mạnh và bền vững của thị trường trong bối cảnh nhu cầu tăng hơn dự kiến. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, một loạt dữ liệu quan trọng trên thị trường cho thấy mức tiêu thụ dầu dường như đang nóng hơn dự kiến. Giá dầu thô được kỳ vọng có thể lên tới $100 một thùng vào mùa hè này. Thị trường Hà Nội gần đây cho thấy là khi giá chung cư nội đô cao vượt ngưỡng chấp nhận của người mua, cơn sốt đang dần hạ nhiệt. Những phân khúc đất nền, nhà thổ cư có dấu hiệu nhảy giá tăng dần lên. Giá chào bán của nhiều phân khúc bất động sản các tháng vừa qua cũng đều tăng. Tuy nhiên, khi Bộ Xây dựng đi kiểm tra thì không có giao dịch thực tế. Điều này cho thấy là khó có thể xảy ra cơn sốt bất động sản trong thời gian tới. Nắng nóng gay gắt tại Tây Nguyên kéo dài đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống. Hiện các địa phương đang thống kê những thiệt hại để hỗ trợ người dân. Qua thống kê thì riêng tại thành phố Kon Tum đã có tới 425 hecta cà phê và cây ăn trái bị thiếu nước tưới, gần 100 giếng đào của người dân bị khô kiệt. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến công du châu Âu lần đầu tiên sau 5 năm. Tại Pháp, Chủ tịch Trung Quốc sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng đồng thuận chiến lược và làm sâu sắc thêm trao đổi, hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau giữa hai nước. Quân đội Israel vào ngày hôm nay đã kêu gọi người Palestine ở phía đông của thành phố Rafah di chuyển đến khu vực nhân đạo gần đó. Đây được xem như là dấu hiệu bắt đầu cuộc sơ tán lớn khi mà quân đội nước này mở cuộc tấn công trên bộ vào thành phố phía nam Gaza. Israel đánh giá Rafah là nơi ẩn náu của hàng ngàn thành viên của lực lượng Hamas còn lại. Công ty dầu mỏ quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết là công ty này vừa tăng công suất sản xuất dầu thô. Công suất sản xuất của công ty hiện ở mức là 4,85 triệu thùng một ngày, tăng đáng kể từ 4,65 triệu thùng một ngày ghi nhận vào cuối năm ngoái. Giá dầu thô được kỳ vọng là có thể lên tới $100 một thùng vào mùa hè này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin. Xin kính chào, tạm biệt.